Xin chào mọi người, bác sĩ Thiện Nhân giới thiệu cho mọi người một trường hợp cắt mí mắt tương đối khó. Khó là do cấu tạo giải phẫu, cấu giải phẫu. Vì khuôn mắt này á, xem mình cái bút. Khuôn mắt này á là cái phần của cái bờ xương á, nó rất sát với cái phần khuôn mắt mình. Cho nên cái trường hợp này nhấn mí là thường dễ bị bung ra. Và khuôn mắt rất là nhỏ với cái bờ xương sát đây luôn. Cho nên này là tạo mí rất là khó. Thì chị này là có cái hai cái mí rất là nhỏ, vì là mí lần đó. Thì sau khi cắt xong khoảng hơn 30 phút thì đây là tạo mí lớn nhất có thể trong trường hợp là khuôn mắt bị cái xương nằm sát đây luôn rồi. Thì đây là cái phần tạo mí vừa mới làm xong, tuy nhiên nó còn sưng chưa tự nhiên, nhưng mà đây là tạo mí rõ ràng thì sẽ thấy khác biệt đó. Cái phần này nè, đây là một trường hợp của trường hợp của khuôn mắt khó là như thế này. Đây cái này thì sau khoảng cỡ hơn tháng ha, mở lên mở xuống á, mắt mở xuống hơn tháng và em sẽ tự nhiên, nhưng sau một tuần hết sưng là đã đẹp rồi. Nhưng sau tháng cả lúc mình đang mở mắt sẽ tự nhiên sẽ đẹp hơn. Đây là một trường hợp mà cắt mí cũng người tầm năm mươi mấy hả, 29-30 hả, 30 tuổi. Nãy giờ có đau gì không không em? Hơi tì lại khóe mắt à? Hơi khóe mắt cho chút thôi. Làm cũng nhanh, làm thấy thoải mái mà đúng không? Dạ. Không có lại chê không? Có căng thẳng gì không? Dạ không. Rồi ok, chúc mừng em nha, có cái mắt đẹp lắm nha. Dạ. Thì khuôn mắt khó nhưng vậy là đẹp lắm rồi đó, ha. Dạ. Một tháng sau là ok luôn rồi đó. Dạ. Rồi ok, chào em, chào mọi người.